Các bạn ơi, em chồn em ý tha lôi con vào tận trong góc trong này này. Rồi ôi, em ý không chịu ra ngoài, lôi hết các nhóc vào trong. Buồn cười lắm. Vừa nãy vừa ăn ở đây, bây giờ lại lôi vào trong đấy rồi. Đang quay ở ngoài đấy thôi. Đấy. Các em ấy yêu lắm. Chỉ có mẹ trốn đấy. Hôm nay mở mắt à, hôm nay bạn ấy mở mắt rồi này. Bạn ấy yêu lắm. Bạn ấy mở mắt rồi đấy. Các bạn ạ. Yêu lắm. Xinh cực kỳ luôn. Em này cũng mở mắt rồi. Đấy, đấy, đấy. Em kia em kêu. Em kêu là mẹ em đi. Trốn em mẹ lôi vào trong. Ui giời. Lôi tít 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 vào trong này. Đây này, rúc vào trong này, không chịu ra. Sợ không? Trốn ơi, meo meo. Rồi các em này thì ở đây. Ấy, có mẹ em này rất là yêu. Ê. Ê. Bạn ơi, bạn yêu quý ơi. Ui, hai bạn này mở mắt rồi. Cái gần như là mở mắt hết rồi đấy. Đây em này. Em này có vô. Em này cũng mở mắt rồi này. Em trắng ơi, em vàng ơi. Em ơi. Ôi dồi ôi, em này yêu quá. Nào. Các bé của mẹ ơi. Các bé đi đâu rồi? Cố lên, cố lên. Cố lên, giỏi lắm. Cố lên. Các em đi bò đi khắp nơi. Ê.
các bạn. Hôm nay Giang phải ngồi vào gầm bàn này để quay cho em Trồn với cả các bé. Mấy hôm nay là em Trồn em đi tha lôi con đi linh tinh hết cả rồi. Và để quay được em ý thì Giang phải đưa ra ngoài. Đây, hiện giờ là các em đi đang bú ở đây, đang ăn ở đây. Giang sẽ quay gần để cho mọi người cùng nhìn nhé. Hôm nay các em mình rất là lớn, trông phổng phao lắm rồi.